Dạ, phương trình 2 trị liệu 2 một trình sơ trừ 1 bằng bằng 1. Đấy. Thì đây chia là hai trường hợp 2 mũi sơ trừ 1 bằng 1 và 2 mũi sơ trừ 1 bằng trừ 1. Cái này thì 2 mũi sơ bằng 2. Đấy. 2 mũ 1 và y sơ 1. Còn cái này 2 mũi sơ bằng 0 thì cái này không nghiệm. Còn cái này là có nghiệm y sơ bằng 1 các bạn nhé.